Hello, Thanh Tùng của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị quý vị các bạn nhà mình nhá. Đó thì tối nay này em xin phép lên sóng báo giá đấy những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên nhé. Cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ vui vẻ cho anh Tùng xin 57 lượt chia sẻ đại gia mình nhá. Vâng, xin chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhé. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Chúc gia đình mình mồ có một buổi tối vui vẻ. Có bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Vâng, chào bác Đinh Thị Thu Trang, chào Huy Biện, chào bác Nguyễn Đức Tùng. Chào toàn thể anh chị, quý vị, quý cô bác trên ba miền Tổ quốc. Những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe này, nanh quanh 4 chỗ đến 7 chỗ, dưới 600 triệu đồng để phục vụ nhu cầu gia đình mình nhá. Đấy, đi lại tránh mưa tránh nắng. Phục vụ tùy nhu cầu cơ bản nhất này là tập lái này, tránh mưa tránh nắng này, đến giao lưu gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ đối tác nhá. Rất là nhiều đầu xe luôn đấy để mình cùng tham khảo ạ. Vâng, chào Thanh Ngoan ạ. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá, hoan hỉ vui vẻ. Mọi người cho em xin hai ba lượt chia sẻ đi. Lên trang cá nhân này, lên hội nhóm này để không bỏ lỡ những video báo giá cũng như là những buổi livestream tiếp theo nhá của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy thì góc là ngày này có rất nhiều đầu xe luôn cho mình cùng tham khảo nhá. Chào bác Nguyễn Huân này, chào đại gia đình mình. Đấy, chào bác Bá Nguyễn nhá. Chỗ này có rất là nhiều đầu xe luôn nhá, đây là anh Quanh này. Đấy, em xin phép đi một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương để anh chị quý mình cùng tham khảo thêm nhá. Đấy, trên 70 đầu xe nhá để mình cùng tham khảo ạ. Vâng, Avel ok, có Avel nhá. Đấy, có Avel bác Hằng ơi. Đấy, tham khảo này. Hôm nay thì mới về con Na nhá. Đây mới về con Na này. Về thêm con xe tô về hôm trước này. Mo Linh thì đánh gọn dưới góc kia rồi. Còn đấy thì đang dọn dẹp thêm để phục vụ gia đình mình. Vâng, chào Trần Thăng, chào đại đình mình. Ok là Chatty nhá. À, Avel nhỉ? Hoặc là phải bình luận Avel đúng không? Để em tư vấn trực tiếp về những đầu Avel bên em có cho gia đình mình ạ. Đấy, cho em xin mấy lượt chia sẻ cho gia đình ơi. Vâng, chào Trần Dũng này. Avel đúng không? Đây thì bên em đang còn một đầu, còn hai đầu Avel nhá. Avel màu bạc 2016, đăng ký bánh 2017, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, sedan đỏ phân khúc hạng B. Con này thì em đang báo giá gia đình nhà mình là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng gia đình nhá. Là sáng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023 cơ. 215 triệu đồng. Đấy, sedan hai đầu 2016 mà em bán giá bằng con Mô Linh thôi. Đấy, bao chất bao zin gia đình mình từ máy số keo xỉ đến sơn xi nhá. Volvo thì bên em chưa có rồi bác Dũng ạ. Đấy, Volvo thì chưa có, anh nhé, bác tham khảo dòng dầu tầm xe khác đi. Đấy, lanh quanh Morning i10 Seto thôi, Innova thôi. Volvo thì bên em chưa có mẫu nào nhá. Đấy, tiếp tục là Avel này. Bên em đang có hai mẫu Avel cho mình cùng tham khảo này. Đấy, con thứ hai đây, Chevrolet Avel 2017, động cơ 1.5 số sàn màu đen, sedan đỏ phân khúc hạng B. Đấy, con này thì đời 2017 nó bán với cửa tiền 225 triệu đồng. Đấy, la sáng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, màn hình cova cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi nhá. 225 triệu đồng. Đấy, Chevrolet Avel 2017. Đây, em xin giới thiệu vài đầu của nhà Avel, vài đầu của nhà Chevrolet mình cùng tham khảo nhá. Hai mẫu Avel này, tiếp tục thì một mẫu nữa đến từ nhà Chevrolet đây. Xe này có tên là Captiva 2009, động cơ 2.0 máy dầu nhá. Con này máy dầu đây anh ơi. Đấy, máy dầu đấy, màu vàng cát, em đang gửi đến gia đình nhà mình với cửa tiền là 315 triệu đồng. Đấy, 7 chỗ gầm 7 chỗ gầm cao máy thoáng đến từ Mỹ đấy ạ. La sáng đúc 18 đinh này. Đấy, phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện, cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi. Xe thì có cả hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến cân bằng điện tử nhá. Đấy, em bán con này với cửa tiền là 315 triệu đồng nhá, 7 chỗ. Đấy, máy dầu vô cùng kinh tế, có mẹc không bác, vì bên mẹc bên em cũng không có bác Dũng ạ. Bên em là tầm những đầu xe bình dân thôi. Đấy, những đầu xe bình dân thôi để phục vụ bà con trên toàn quốc nhá. Đấy, loanh quanh 600 triệu đồng thôi, không có mẹc, không có Volvo bác Dũng ơi. Vâng, nhìn tiếp ở theo đây này, xin giới thiệu anh chị quý vị mình nhá. La Chatty biển 98 Bắc Giang. Đấy, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi,
Con này thì em đang bán với gia đình của mình 145 triệu đồng. Các bác nào đang muốn tham khảo một dòng xe tập lái này 5 chỗ 2 đầu nhá, tham khảo cho mẫu này. Còn bớt còn thương lượng, còn da lộc sâu cho anh chị quý vị em mình. Đấy, Na Chetty biển 98. Vâng, chào bác Ngọc Khoát này, chào bác Trần Thăng này, chào bác Kệ Đó Đi này, chào Nguyễn Văn Lâm, chào Hiếu Phạm, chào Trần Dũng, chào đại đình đang xem buổi livestream hôm nay. Đây thì em xin báo giá tiếp tục những đầu xe lanh quanh tập lái cho anh chị mình cùng tham khảo nhá. Con vừa con Na Chetty biển 98 năm 2009 này có đến 145 triệu đồng. Thì, tiếp tục báo giá này mình nhớ. Một đầu Na Chetty biển 73 đây. Con này thì sản xuất đời 2007, đăng ký năm bánh 2008 nhá. Động cơ 1.5 số sàn sedan hai đầu phân khúc hạng B. Em đã bán con này với cửa tiền gia đình mình cùng tham khảo là 140 triệu đồng thôi. Đấy, 140 triệu đồng nhá. Các bác nào mà đang muốn tìm một đồng sedan đầu tập lái nhá, tham khảo trên chiếc này nhá. Vâng, chào Hiển Đoàn này, chào Kệ Đó Đi, chào Ngọc Quát, chào Trần Nữ Hoàng, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình trên ba miền Tổ quốc. Thì vừa rồi là hai mẫu tập lái này, sedan này đầu phân khúc hạng B này. Tiếp theo đây em xin báo giá gia đình mình nhá. Một chiếc SUV gầm cao máy thoáng 5 chỗ đến từ nhà Mitsubishi. Đấy, xe thì mang tên là Mitsubishi Outlander đời 2016, đăng ký bán bánh năm 2018. Động cơ 2.0 số tự động 5 chỗ ngồi. Đấy, gầm cao máy thoáng mang nước sơn màu xám xi rất là đẹp đây. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Nhật Bản nhá. Xe để trang bị la sáng đúc phanh điện chống bó cứng 2 mét này, cặp đèn pha bi cầu, màn hình Android cỡ lớn, xin nhan trên sườn xe, gương kính cùng sợi điện, cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi nhá. Em đã bán con này với cửa tiền là 555 triệu đồng, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Đấy, hỗ trợ ship xe trên toàn quốc cho anh chị quý vị mình đang quan tâm đầu xe này nhá. Đấy, Mitsubishi Outlander 2016 2.0 số động 555 triệu đồng cho mình cùng tham khảo ạ. Đây, để ủng hộ em Tùng nhá, cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hãy cho em xin 57 lượt chia sẻ đi lên trang tường này, lên trang cá nhân, hội nhóm này, để lan tỏa bước sóng livestream này hơn, để những bác nào đang có nhu cầu tìm đến những dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng nhá thì đến với em. Đấy, Thanh Tùng tại chợ ô tô Lồng Hải Dương. Xin chào đại gia đình mình. Xe đẹp giá yêu thương, vâng, cảm ơn các Thanh Hoa rất là nhiều này. Cháu Xuân Hòa, cháu Lưu Văn Tuấn này. Đấy, chào đại đình mình nhá, cháu Thức Trịnh nhá. Tiếp tục là một dòng xe 7 chỗ nhá, giới thiệu gia đình mình này. 7 chỗ tầm trung. Con này em đang bán với cửa tiền 165 triệu đồng thôi. Đấy, xe này mang tên là Chevrolet Vivante 2009, đăng ký năm 2010. Đấy, động cơ 2.0 số sàn nhé, 7 chỗ, màu đen, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Đấy, 165 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng, còn da độc sâu. Vâng, chào Thiện Dũng này, chào Nguyễn Đông, chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Các bác là mới vào này, hãy ủng hộ em bằng những lượt tim đi, những tràng pháo tim, tràng pháo like cùng 5-7 lượt chia sẻ nhé. Cảm ơn dành rất là nhiều. Cành mẫu Vivante Chevrolet 2009 vừa rồi này, tiếp tục báo giá hình nhá. Vios số động dưới 400 có không ạ? Vios số động dưới 400 thì tạm thời bên em chưa có anh ạ. Đấy, bên em đang có mấy đầu Vios số động nhưng toàn trên 400 thôi. Đấy, để em tham khảo luôn cho bác mấy đầu này. Đây, Vios số động nhá. Ở dưới 400 chưa có, nhưng trên 400 một xíu thì bác tham khảo xem mẫu này nhá. Toyota Vios màu trắng số tự động 2017 bản E. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 430 triệu đồng đây. 430 nhá. Đấy, động cơ 1.5 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. La răng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đấy, đèn pha thì độ công nghệ bi cầu mắt quỷ này. Đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Đấy, cam lùi cam hành trình, màn hình cova cỡ lớn rồi. 430 nhá, còn bớt còn thương lượng. Đấy, cam kết là zin cả xe gia đình mình, bao test hãng trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp nhá. Các bác nào đang quan tâm dòng Vios số tự động này, hơn 400 một xíu này, 430 triệu đồng, quan tâm cho em mẫu này nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi nội thất zin nhá. Chốt luôn, ok bác Nguyễn Viết Tùng nhá. Đấy, bác Nguyễn Viết Tùng có quan tâm mẫu nào nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, em tư vấn chốt thêm cho bác này. Cháu Trần Hằng, cháu Nguyễn Viết Tùng, cháu Nguyễn Lâm, chào bác Quang đang xem buổi livestream hôm nay, chào bác Phạm Quyến này. Đấy, Toyota Vios thì chỉ có mẫu đấy là xịt soát tầm 400 triệu nhá. Đây, em tiện thể xin báo giá tiếp tục mấy mẫu Toyota Vios số tự động bên em đang có cho mình cùng tham khảo nhá. Đấy, thì tiếp tục ở chỗ này này, có hai đầu Toyota Vios bản G nhá, một chiếc đời 2018, một chiếc là 2017 đây, nhà mình cùng tham khảo giùm em này.
Con màu trắng này là 2017 bản G, bản đổ nhá. Đấy, xe gia đình, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Máy số keo chỉ sơn xi zin. Đấy, nhà mình cùng quan sát rồi em này. Ngoại thất thì điền nạc nhá, thân vỏ sạch sẽ. Động cơ 1.5 số tự động. Đấy, em đã bán con này với cửa tiền là 445 triệu đồng. Đấy, số tự động nhá, 2017, tư nhân chính chủ, 37, Nghệ An, quê Bắc. Cam lùi, cam hành trình. Đấy, cặp đèn pha, trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Xin nhan trên gương, gương kính cùng xe điện, đăng ký đăng kiểm thì dài. Đăng ký đăng kiểm đến cuối năm nay cơ. Đây phần nội thất bên trong này. Nội thất ghế da màu beige nguyên bản theo xe này. Đấy, màn hình OLED này. Đấy, vô lăng túi khí nhá. 445 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng, còn da lọc sâu cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy. Đây là chiếc Vios số động 2017 này. Còn con này 2018 này. Sản xuất 2018 này. Đấy, nhưng form của 2019 thôi, nhà mình cùng tham khảo giùm em nhá. Đấy, xe thì mang động cơ 1.5 số tự động. Đấy, xe thì được trang bị giải đèn nếp định vị ban ngày này, đèn pha bi cầu này, đèn gầm phá sinh tiêu chuẩn, la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cùng xe điện. Con này đăng kiểm thì còn dài thường thượt luôn, đến tháng 3 năm 2024 nhá. Em nó bán con này với cửa tiền là 515 triệu đồng. Đấy, hỗ trợ trả góp, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình trên toàn quốc. Đấy, vô lăng ba chấu túi khí an toàn trên vô lăng này, cam đùi cam hành trình, màn hình OLED đều auto nhá. Đấy, 515 triệu đồng cho mẫu này nhá. Họp cái gì đây? Đấy, mấy mẫu Toyota Vios số động bên em đã báo giá hết rồi nhá. Cảm ơn gia đình mình rất nhiều này. Đấy, đổi không khí, tiếp tục báo giá Toyota Vios nhưng số sàn này mình cùng tham khảo nhá. Đây, số sàn Toyota Vios đây gia đình ơi. Xe thì sản xuất năm 2016, động cơ 1.5 bản E nhá. Số sàn con này thì em đang bán với cửa tiền là 365 triệu đồng thôi. Đấy, biển tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi, la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Đời 2016 nhưng độ full đồ chơi rồi. Cặp đèn pha bi cầu nhá, cam lùi cam hành trình, màn hình cova, đề lổ sờ tao tốt, vô lăng túi khí. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 8 năm 2023. Đấy, màu vàng cát, độ lên phong cách Maybach, hai giải màu đây. Màu đen và màu vàng cát nhá. 360 triệu đồng thôi, còn bớt còn thương lượng. Có con vai rất là tầm 250 không? Vai ớt tầm 250 thì bác tham khảo cho em chiếc này nhá. Đây, vai ớt tầm 250 thì bác tham khảo cho em chiếc này này. Toyota Vios màu đen 2010 bản E, em đã bán con này với cửa tiền 225 triệu đồng thôi. Đấy, bản E xịn, trang bị la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Lốp nắp thì mới cả dàn, xin nhan trên gương nhá, vô lăng túi khí này. Đấy, màu đen 225 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng được thêm này nhá. Máy số keo chỉ sơn xi đại chất. Đấy, con này thì biển tỉnh, con em nhớ biển tỉnh nhá. Rút hồ sơ rồi. Đây những thủ tục và sang tên đổi chủ bấm biển mới cho anh chị quý vị trong ngày thôi. Vâng, cháu Phạm Nga này, cháu Ngoan Thanh, cháu bác Nguyễn Đông này. Đấy, tầm 250 triệu thì bác tham khảo cho chiếc này nhá. Còn một chiếc nữa tầm hơn 250 triệu một tí này. Đấy, bác hãy theo dõi cho một xíu nữa nhá. Vâng, cháu Dương Trường này, chào toàn thể anh chị quý vị vừa vào xem buổi livestream hôm nay nhá. Chúc gia đình nhà mình có một buổi tối vui vẻ. Qua bước sóng livestream này thì hãy tham khảo cho em những mẫu xe bên trong có đi. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Đấy, lại tiếp tục loanh quanh tầm 250 triệu thì bác tham khảo cho em chiếc Toyota Vios này nhá. Xe này sản xuất năm 2015, màu xanh. Đấy, đăng ký năm 2016 nhá. Động cơ 1.3 bản G, 285 triệu đồng cho mẫu Toyota Vios này. Biển tư nhân chính chủ 17, quê lúa Thái Bình này. La răng đúc này, phanh đĩa chống bọc cứng ABS thì được trang bị rồi. Cặp đèn pha độ lên công nghệ bi cầu này. Màn hình cova cỡ lớn, cam lùi cam hành trình thì chuẩn chỉ đủ bộ rồi. Xin nhan trên gương, gương kính cùng xe điện, đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 cơ. 285 triệu đồng cho chiếc Toyota bản G 1.0 này ạ. Vâng, chào tất cả anh chị mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy, cả nhà mình đang xem này. Hãy đặt ngón tay vàng, ngón tay bạc của mình vào nút chia sẻ đi. Mỗi người cho em xin 2-3 lượt chia sẻ thôi. Để lan tỏa buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương hơn nhá. Vâng, em Thanh Tùng cảm ơn gia đình rất là nhiều. Vâng, chào bác Toàn Nguyễn, chào bác Dương Trường. Chào Phạm Nga, chào Ngoan Thanh này. Chào bác Sóng Đầu Bạc, chào bác Bình Lê Thanh, chào bác Nguyễn Hùng. Chào bác Sang Nguyễn. Chào bác Tuấn Nguyễn, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền Tổ quốc nhá. Đấy, Vios báo giá rất là nhiều này. Đấy, còn một mẫu này nhá, tầm lanh quanh 200 triệu báo giá lốt thì mình cùng tham khảo này. Toyota Vios 2010, đấy, biển tư nhân thủ đô nhá, tư nhân thủ đô 30E32638 này, biển rất là đẹp này. La răng đúc được trang bị rồi, cặp đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều thì còn sáng còn đẹp này. Xin nhan trên gương, gương kính cùng xe điện, đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Con này thì em đang bán với cửa tiền 195 triệu đồng thôi. Đấy, 195 triệu đồng.
cho mẫu Toyota Vios đời 2010 nhá. Có con Isuzu 2 lắc 7 chỗ máy dầu không bác. Máy dầu thì bên em tạm thời là chỉ có một chiếc Chevette Captiva 2009 đấy bác Hảo Phạm nhá. Đấy, 2 lắc thì chưa có rồi. Modeling số sàn 219 màu trắng à. Modeling số sàn 219 màu trắng thì tạm thời chưa có bác ơi. Đấy, bác Hảo Phạm này và bác Toàn Nguyễn này đang quan tâm mẫu nào bên em chưa có nhá thì cứ để lại cho em xin số điện thoại. Nào về đầu xe hai bác ưng ý thì em sẽ liên hệ trực tiếp hai bác nhá. Vâng, cảm ơn hai bác rất là nhiều nhá. Tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chỗ ô tô đồ mua ấy. Hải Dương đi hai bác ơi. Vâng, chào đêm đông, chào thế mạnh. Chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Đây thì để em báo giá hết cái hàng này mình cũng tham khảo này. Cạnh con Vios màu xanh 2015 rồi này. Tiếp tục báo giá gia đình của mình một dòng 7 chỗ đi nhà Kia nhá. Đấy, các bác mà đã quen những dòng Kazen 7 chỗ đến từ nhà Kia thì tham khảo cho chiếc này này. Xe thì có tên là Zondo Kia 2016, đăng ký và đăng bánh năm 2018 nhá. Xe thì mang động cơ 2.0 số tự động 7 chỗ ngồi. Xe gia đình. Đấy, trang bị rất là nhiều công nghệ này. Cặp đèn pha đi cầu này, la răng đúc phay, là phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính gồm xoay điện này, cam lùi, cam hành trình này, màn hình Android cỡ lớn nhá. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển cũng như kết hợp cả gầy số vô lăng nhá. Con này thì em Tùng đang bán dưới cửa tiền là 470 triệu đồng thôi. 470. Đấy, cho gia đình mình bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cho mẫu xe 7 chỗ đến từ nhà Kia đây. Thấy động cơ 2.0 số động. Đấy, mở lăn chỉ loanh quanh từ 5.4 đến 5.5 trên 100 km đường hỗn hợp rồi ạ. Cho em xem 5 chỗ gầm cao bác ơi. 5 chỗ gầm cao à? Vâng, ok. Ford EcoSport giá bao nhiêu à? Ford EcoSport thì tạm thời em cũng chưa có bác ạ. Đấy, tiếc quá, Ford EcoSport chưa có rồi. Đấy, cho em để lại cho em xin số điện thoại nhá. Nào mà có đầu Ford EcoSport là em xin liên hệ trực tiếp với bác ạ. Cho em xin 5 chỗ gầm cao à? 5 chỗ gầm cao thì bên em còn chiếc này. Đấy, còn chiếc Mitsubishi Outlander 2016 đấy bác nhá. Màu xám xi này. Đấy, đăng ký là bánh 2017, động cơ 2.0 số tự động 5 chỗ ngồi đây. SUV gầm cao đến từ nhà Mitsubishi đây ạ. Đấy, nhập nhật nguyên chiếc, động cơ 2.0. Đấy, cam nồi cam hành trình này, màn hình Android này. Vô lăng túi khí thì gặp có nút điều khiển trên vô lăng này. Đấy, cặp đèn pha bi cầu và đèn phá xương tiêu chuẩn nhá. Xin ra trên sườn xe. Đấy. Nội thất ghế da màu be này. Đấy. Đấy, chiếc này để chốt cửa rồi. Đấy, vô lăng túi khí này, cần số dây dắt điều hòa auto nhá, 555 triệu đồng. Đấy, bác mà đang quan thảo tham khảo dòng 5 chỗ gầm cao nhá, tham khảo cho em chiếc này. 555 triệu đồng. Bao test hãng nhá, máy số keo chỉ sơn CZ, còn bớt còn thương lượng còn giảm sâu nữa nhá. Vâng, chào bác Nhuần Bùi, chào bác Phùng Đặng. Đấy, 5 chỗ gầm cao thì có chiếc đấy bác, đấy có chiếc Mitsubishi Outlander đấy bác Quang Hà nhá. Đây, để tiếp tục báo giá lần lượt cho anh chị quý mình cùng dễ quan sát hơn. Số sàn à? Số sàn không gầm, số sàn gầm cao à? Số sàn gầm cao thì 5 chỗ thì không có, nhưng đang còn một chiếc 7 chỗ nhá. Đấy, số sàn gầm cao thì còn chiếc Captiva máy dầu 2009 bác ạ. Bác nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho anh đi nhá, để em tư vấn cho nhá. Đấy, đấy, hoặc là tí nữa em sẽ quay lại mẫu Captiva đấy cho bác tham khảo cùng em ạ. Vâng, chào bác Sang Trần này, chào bác Quang Hà. Cảm ơn những lượt tim, lượt like, đấy, những lượt comment, bình luận ra mình rất là nhiều nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Tiếp tục nhá, giới thiệu gia đình mình 7 chỗ, số tự động, tầm trung thôi. Em đã bán với cửa tiền 190 triệu đồng rồi nhá. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, 4 mùa không một lụt này. Đấy, số tự động, đấy, cũng 190 triệu đồng thôi. Xe thì mang tên là Chevette Vivante 2009 nhá. Máy số keo chỉ sơn zin, đấy, đời 2009. Nhưng em vẫn cao kết với gia đình nhà mình, máy số keo chỉ sơn CZ. Đấy, mà xe này mang động cơ 2.0 số động nhá. Cho Phương Nương à, có 7 chỗ máy dầu dưới 200 triệu không? 7 chỗ mà dưới 200 triệu thì bên em đang có mấy chiếc máy xăng thôi bác nhá, chưa có máy dầu dưới 200 triệu. Đấy, bác Phương Nương mà có quan tâm với dòng 7 chỗ máy dầu dưới 200 triệu này, để lại cho em Tùng xin số điện thoại nhá. Để lại cho em Tùng xin số điện thoại. Nào mà có đầu nào thì em sẽ gọi điện và liên hệ trực tiếp cho bác ạ. Tiếp theo này, tiếp tục gầm cao 7 chỗ giới thiệu gia đình nhá. Gầm cao 7 chỗ, xe thì có tên là Hyundai Santa Fe 207, động cơ 2.7, 2 cầu điện, máy xăng. Con này thì em đang bán với cửa tiền hơn một linh một tí này, 315 triệu đồng thôi, 7 chỗ, đến từ nhà Hyundai. Đấy, Santa Fe mà có 315 triệu đồng thôi, bao rút hồ sơ nhá. Tư nhân chính chủ 36 ơi, 36 Thanh Hóa, quê hương các vùng dân tộc đẹp. La răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS này, cặp đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Đấy, 2 cầu điện,
được trang bị khởi động ngang dốc đấy, hỗ trợ đổ đèo này, cảm biến cân bằng điện tử nhá, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cỡ lớn nhá, vô lăng túi khí này, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng đấy, 315 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si bao zin nhá, đấy bao zin ra thì mình một mẫu xe từ 2007 đấy, cần số giấy điều hòa auto này đấy là 315 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng được cho những anh chị quý vị nào mà liên hệ trực tiếp với khung giờ vàng là 8:30 mỗi tối nhá, cứ chốt vào khung giờ này là giảm giá 10 triệu đồng trên một đầu xe cho anh chị quý vị gia đình của mình ạ. Thì tiếp theo đây này, phải là 2007 đúng không, tiếp tục báo giá dành một chiếc xe đời cao nhá, xe lướt này, Accent 219 1.4 số sàn hộp số 6 cấp động. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 395 triệu đồng thôi, 395 triệu đồng nhá. Máy số keo chỉ sơn si bao zin, bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị nhà mình ấy, bản bay ấy rất là đẹp luôn, vào sáng này cặp đèn pha bi cầu ấy, đèn cầm phá xương tiêu chuẩn, cam lùi, cam hành trình, xin nhan trên gương, gương kính cùng xe điện, đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023, 395 triệu đồng cho mẫu Accent 2019 này nhá. Đấy, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp, con này thì hỗ trợ trả góp đến 70% là mình ấy. Các bác nào mà tầm tài chính mà anh quanh tầm 400 này hoặc là chưa đủ 400, tham khảo trên chiếc này nhá, có hỗ trợ trả góp nhá. Vâng, chào bác Hoàng Diễm này, chào Nguyễn Văn Vinh này, chào đại đình mình. Đấy thì mỗi buổi tối nhá, em sẽ xin phép lên sóng gia đình mình từ 4-5 đến 50 phút thôi để báo giá đầu sản phẩm nhá. Các bác nhà mình có những thắc mắc gì về chất lượng xe, giá cả xe hoặc những thủ tục buôn bán như nào, hỗ trợ trả góp ra sao hoặc là ship xe như thế nào nhá, thì cứ bình luận cứ comment, em sẽ tư vấn miễn phí gia đình mình ạ. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều. Accent 219 là đúng không? Thì cạnh có một mẫu Accent 209, tiếp tục cho mình cùng tham khảo nhá. Hyundai Accent 209 động cơ 1.4 số sàn nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh, đất cảng đất thang đây. Xe này trang bị la xăng đúc này. Đấy, phanh đĩa, xin nhan trên gương, xin nhan trên sườn xe, cam lùi, cam hành trình này. Đấy, màn hình OLED cỡ lớn, đăng kiểm đăng ký còn khá là dài đến tháng 11 năm 2022 nhá. 1.4 số sàn nhập Hàn, em đang bán với cửa tiền 165 triệu đồng thôi. Sedan 2 đầu màu bạc đấy, máy số keo chỉ sơn xin thì còn bao zin, bao chất nhá. Đấy, các bác nào đang muốn chọn mình một bộ sedan đến nhà Hyundai tập lái này, tránh mưa tránh nắng, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất, thì tham khảo cho em chiếc này. Vâng, cháu Văn Quý, cháu Nguyễn Hồng Quang, cháu Hoàng Diễm, cháu Nguyễn Văn Vinh. Đây, Avel báo giá rồi này, Avel 216 này, 1.5 số sàn tư nhân Hải Phòng đây, thành phố Hoa Phượng Đỏ báo giá rồi nhá. La City 99 số động sedan đầu phân khúc hạng C nhá, 225 triệu đồng báo giá giờ đầu buổi livestream này. Đấy, các bác mà đang tham khảo sâu mẫu nào nhá, nhắm được mẫu nào chưa nhỉ, cứ bình luận cứ comment đi, em tư vấn tiếp cho mình ơi. Vừa rồi là khá báo giá là khá nhiều dòng 5 chỗ rồi. Đấy, đổi gió nhá, sang 7 chỗ mình cùng tham khảo này. Các bác nào đang với cửa tiền tầm hơn 300 triệu một xíu nhá, đang quan tâm một mẫu 7 chỗ kinh tế tiết kiệm, xe gia đình thì cũng ok mà làm dịch vụ thì cũng vô cùng là kinh tế này, tham khảo cho em chiếc này nhá. Toyota Innova 211 325 triệu đồng, 2.0 số sàn, bản G xịn nhá, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Con này thì em đang bán với cửa tiền gia đình mình cùng tham khảo là 325 triệu đồng, bao rút hồ sơ nhá, xe gia đình đấy, máy số keo chỉ sơn zin, bản G được trang bị la răng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, vô lăng túi khí nhá. Đấy, xe này trang bị cả điều hòa 3 vùng độc lập này. Đấy, xe tư nhân này nên còn rất là đẹp này. Đấy, máy số keo chỉ sơn si nội thất zin nhá, 325 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng sâu cho chị quý mình à, Zoli bao tiền bác lương sung túc à. Đây, Zoli đi bác ơi, bên em còn một mẫu Zoli duy nhất này. Đấy, bán đại hạ giá đình đây, Mitsubishi Zoli 2004 đăng ký bánh 205 đây, 2.0 số sàn nhá. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 120 triệu đồng thôi, 120 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng gia đình mình, tư chân chính chủ 29 Hà Nội phố nhá, 7 chỗ xe gia đình. Đấy, bán cửa tiền mà lanh quanh không bằng có đét hát luôn, có 120 thôi. Đây, vô lăng 4 chấu, túi khí trên vô lăng này, nội thất ghế da điều hòa lóc lạnh 2 chiều rất buốt nhá, máy số keo chỉ sơn si ngon. Đấy, thân vỏ thì liền lạc rồi, nội thất mỡ màng, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi nhá, phục vụ nhu cầu gia đình mình. Đấy, đi chơi này, đấy, du lịch này, 7 chỗ đồ gia đình. Vâng, chào bác Tiền Nguyễn này, chào bác Lương, chào bác Giang Nguyễn này, chào bác Lương Sung Túc. Đấy, chào bác Võ Hạnh, chào bác Gia Bảo, chào bác Hải Trần này, chào bác Minh Phúc, chào bác Tinh Tấn Em, chào bác Văn Quý,
chào toàn thể anh chị quý vị trên ba miền Tổ quốc, những khách hàng thân thương đấy, luôn theo dõi và hỗ trợ cho ô tô đối ngoại Dương Em. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Tiếp tục lại báo giá gia đình mình một dòng Toyota Innova nhá. Đấy, Toyota Innova 2008 đăng ký bánh 2010, động cơ 2.0 số sàn bản G nhá. Đấy, tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn. Con này thì em đang bán với cửa tiền 250 triệu đồng thôi. 250 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho anh chị quý mình quan tâm nhá, bản G xịn nhá. Phanh đĩa bùa chống bó cứng ABS này, la răng đúc, vô lăng túi khí rồi. Cam lùi, cam hành trình, màn hình thì đầy đủ nhá. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Đấy, nội thất thì còn rất là mỡ màng này, sạch sẽ này. Đấy, Innova 2008. 250 triệu đồng với gia đình mình. Vâng, chào bác Đặng Thúy, xe đẹp quá. Vâng, cảm ơn bác Lương Sung Túc rất là nhiều này. Có Toyota 7 chỗ không? Đây, Toyota 7 chỗ đây bác ơi. Innova 2008 nhá và Innova 2011 nhá. Con 2008 này thì là 206 này. Con 2011 thì 320 bác nhá. Bác Trùng An đang quan tâm dòng 7 chỗ của Toyota thì nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, em tư vấn sâu cho ạ. Công vâng, chào bác Mạnh Bùi, chào bác Bỗ Quốc Đồng, chào bác Đặng Đình Thủy này. Đấy, chào bác Tiền Nguyễn này. Chào bác Lương Sung Túc, chào đại gia đình mình, chào bác Võ Hạnh, chào bác Gia Bảo. Công anh cho không ra gọi, cháu biết. Rồi. Thì góc này này, rất là nhiều đồng xe mở tập lái nhá. Tập lái vừa vừa tiền mình cùng tham khảo xuống cái này. Chào bác Phạm Hồng Đinh này, đấy. Tiếp tục buổi livestream hôm nay, xin giới thiệu anh chị quý vị gia đình mình một mẫu Kia Morning. Đấy, Kia Morning bản LX, bản đổ số sàn, động cơ 1.0. Em đang bán con này với cửa tiền là 146 triệu đồng nhá. Bản đổ 2 túi khí, la xăng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương. Đấy, tư nhân chính chủ, 34 Hải Dương, 4 mùa không lụt. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đến tháng 11 năm 2022 nhá. Có con nào Vios hoặc i10 lanh quanh 200 không anh? Vâng, chào bác Nguyễn Ngọc Anh ạ. Vios và i10 lanh quanh 200 à? Đây thì em xem con Vios tầm lanh quanh 200 cho anh tham khảo nhá. Có con Atit nào không xốp? Atit thì một vài hôm nữa về cơ. Atit một vài hôm nữa mới về bác Gia Bảo nhá. Đấy, bác Gia Bảo đang tìm Atit tầm đời bao nhiêu bác Gia Bảo nhỉ? Để cho em xin bình luận đi, tí em tư vấn cho ạ. Đây nhá, Vios lanh quanh tầm 200 thì bác tham khảo cho em chiếc này này. Toyota Vios 2010, động cơ 1.5 số sàn, tên tư nhân thủ đô nhá, 32 lộ phố đây. Con này thì em đang bán với cửa tiền 195 triệu đồng thôi. Nước sơn màu đen này, nội thất máy số keo chỉ sơn xịn đại chất luôn, 195 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ nhá. Đấy, Toyota Vios 2010 gửi bác đây. Đấy, vô lăng túi khí này, màn hình OLED cỡ lớn nhá, nội thất thì sạch sẽ rồi. Máy số keo chỉ chất, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi nhá. Đấy, Toyota Vios 2010 195 triệu đồng. Vâng, chào bác Trịnh Xuân Hùng này, chào Trường Vũ này, chào anh Hoàng này. Đấy, còn hơn 200 một tí thì bác tham khảo cho em chiếc này. Đấy, còn hơn 200 một tí thì bác tham khảo cho em chiếc này nhá. 225 triệu đồng Toyota Vios bản E 2010 đây, 1.5 số sàn bản E xịn. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, vô lăng túi khí nhá. Đấy, túi khí được trang bị cả bên táp lô phụ cạnh người lái nhá. 225 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, hồ sơ cầm tay rồi. Sang tên đổi chủ bấm biển trong ngày thôi. Vâng, chào bác Trần Trường, chào bác Trịnh Xuân Hùng. Chào bác Gia Bảo, chào bác Thu Hằng, chào bác Minh Phúc này, chào đại đình mình. Đấy, Kia Morning 2008 này, bản số sàn bản đổ nhá, 146 triệu đồng này. Tiếp tục trong này có rất là nhiều dòng xe tập lái, anh quanh hơn 100 triệu thôi, cho mình cùng tham khảo nhá. Đây, các chị các bác nữ nào mà đang muốn chọn cho mình một chiếc xe số động này, vừa có bằng mà muốn bổ túc tay lái thì tham khảo cho em mẫu này nhá. Kia Morning 2009 180 triệu đồng thôi. Đấy, 1.0 số sàn nhập Hàn. Đấy, cam lùi, cam hành trình, màn hình đầy đủ rồi. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn zin nhá. Đấy, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, dễ đi này, dễ lái, dễ đỗ, dễ đậu này. Điện đóm máy số thì rất lành, rất ít khi hỏng vặt nhá. Mà nếu mà không may mà hỏng thì phụ tùng thay thế thì luôn luôn có sẵn cho nên mình cùng sử dụng ạ. Đấy, 1.0 số tự động, 209 180 triệu đồng. Đấy, nhà mình cùng tham khảo giùm em nhá. Đấy, màu trắng mẹ mắng không mua này. Tiếp tục để một mẫu màu trắng nó số sàn 2 đầu, ASEAN 209 1.4 số sàn nhập Hàn, tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương của làn điệu quan họ chữ tình đây. Đấy, nhập Hàn 209 nhá, màu trắng này. Xe được lên full đồ chơi rồi, la răng đúc này, phanh đĩa chống bó cứng ABS,
xin nhan trên gương cam 360, cam nồi, cam hành trình, màn hình Android rồi, có sẵn rồi nhá. Con này em đang bán với cửa tiền 156 triệu đồng thôi. Đấy, 156 triệu đồng, tên tư nhân. Đấy, còn bớt còn thương lượng nhá. Đấy, bao rút hồ sơ. Vâng, chào bác Mạnh Ngô Thế này, chào Trần Phương, chào Trịnh Xuân Hùng. Chào toàn thể anh chị quý bác, những khách hàng thân thương trên ba miền cỏ chợ ô tô đồ mua Hải Dương luôn luôn theo dõi, luôn luôn hỗ trợ bên em nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây, tiếp tục ở những góc này thì loanh quanh chỉ tầm hơn 100 triệu thôi, để mình cùng tập lái nhá. Phục vụ nhu cầu cơ bản nhất thì em để nó bên này. Tiếp tục đây, Hyundai Grand i 10 2008, động cơ 1.0 số sàn 4 máy. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền 135 triệu đồng nhá. 135 triệu đồng. Các bạn nào mà chốt được trong ngày hôm nay này, giảm 10 triệu đồng, 120 thôi. Đấy, nhưng mình cùng tham khảo cho em nhá. 1.0 số sàn 4 máy Hyundai Grand i 10 đời 2008. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi đại chất luôn. 125 triệu đồng. Đấy, nếu mà chốt được trong ngày hôm nay này. Đấy, anh quanh này còn rất là nhiều đầu tập lái thì mình cùng tham khảo này. Vừa rồi là rất nhiều mẫu tập lái một đầu, tiếp tục tập lái hai đầu cũng chỉ loanh quanh 130 thôi. Toyota Vios lồi đồng cối đá 2006, động cơ 1.5 số sàn. Đấy, hai đầu lồi đồng cối đá tiết kiệm điện. Tên tư nhân 34 Hải Dương đây, em từng đã bán được cửa tiền 130 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn đẹp nhá. Đấy, thân vỏ thì liền lạc này, nội thất thì mỡ màng rồi. Đủ nhu cầu gia đình mình như cam lồi, cam hành trình này. Đấy, màn hình thì được trang bị nhá, đăng ký đăng kiểm rất là dài đến tháng 2 năm 2023. 130 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Vâng, cháu một thời đã xa là cháu nhà đất Vũ Dũng này, cháu Mạnh Ngô Thế, cháu Trần Thương, cháu Trịnh Xuân Hùng, cháu Trường Vũ, cháu Anh Hoàng. Chào bác Đồng Hiệp này, cháu Đồng Kim Cương, chào đại gia đình của mình. Thì tiếp tục để tập lá này, có 120 thôi. Để mình cùng tham khảo cho em trước này nhá. Kia Morning 2011 118 triệu đồng. Số sàn tên tư nhân. Đấy, biển ở thủ đô đây, em đang bán với cửa tiền cho gia đình mình cùng tham khảo là con này bao nhiêu? 118 triệu đồng. Số sàn 1.0. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu nhá. Đấy, Kia Morning màu vàng. Cạnh hai mẫu số sàn vừa rồi 120 này. Tiếp tục báo giá anh chị quý mình nhá. Số động sedan đầu phân khúc hạng D này. Xe này sản xuất 2005, đăng ký là bánh hàng 2007. Đấy, động cơ 2.4 số động hạng D nhá, thì mình lưu ý cùng em này. Sedan đầu phân khúc hạng D này từng cạnh tranh trực tiếp vào dòng Camry đây. Xe này có tên là Daewoo Maclot. Đấy, Daewoo Maclot nhá. Đấy, một bầu trời công nghệ đây. Các bạn nào yêu cái đẹp và thích công nghệ nhá, mở tầm tiền có hơn 100, tham khảo cho em chiếc này này. Xe này được trang bị cặp đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn này, xi nhan trên sườn xe, gương kính cụp sửa điện, vô lăng túi khí này, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng này, sấy gương, sấy kính, sấy ghế này. Đấy, và gương kính và ghế đều chỉnh điện nhá. Đấy, sedan đầu phân khúc hạng D hạng sang M chỉ có 130 triệu đồng thôi. Đấy, còn bớt còn thương lượng, còn ra lọc sâu, tư nhân chính chủ. Đây, 19 đất tổ Phú Thọ cho mình cùng tham khảo đấy ạ. Đấy, cái góc này là báo giá hết rồi này. Đấy, báo giá góc này đã báo giá hết những đầu sản phẩm bên em có cho anh chị quý mình cùng tham khảo nhá. Đây, còn rất là nhiều xe luôn, nhiều như dạ luôn, xe nhiều như dạ luôn, để mình cùng tham khảo giùm em này. Đó, cứ biết quay anh nhỉ. Tiếp cho đây nhá, các bác nào đang quan tâm dòng số động một đầu này, nhờ các bạn tham khảo tiếp tục cho em chiếc này nhá. Kia Morning, đấy, bản đủ SX 2008, động cơ 1.0, máy eco vô cùng tiết kiệm nhiệm, nhập Hàn. Con này thì em đang bán với cửa tiền, mình cùng tham khảo thêm với em là 228 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ, tên tư nhân, la răng đúc, phay hoa mai 4 bánh, phanh đĩa chống bó cứng ABS này, xi nhan trên gương, gương kính, cục sửa điện, đấy, màu rất đẹp luôn. Màu xám lông chuột, cam lùi, cam hành trình, màn hình cova, vô lăng túi khí nhá, bản đồ FX nhập Hàn. Đấy, cảm biến đợi đít, cảm biến đầu này, điều hòa auto cần số zig zag nhá. Đấy, nội thất bên trong thơm vương phúc này, thân vỏ thì liền lạc sạch sẽ rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Em đang bán với cửa tiền là 228 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn ra lập sâu. Còn Vios số động bản E217 màu trắng này báo giá rồi này, 430 nhá. Đấy, hôm nay mà mua được để lại 430 thôi, 448 triệu đồng, bây giờ còn bán 430 này. Đấy, tham khảo cho em đi gia đình ơi. Vâng, cháu Linh Phan, cháu Hà Tùng, cháu Ngoan Thanh, cháu Hoàng Ngại, cháu Trung Kiên Ô Tô, cháu bác Nguyễn Trường, cháu bác Đỗ Tư Hải, chào tất cả anh chị quý vị những hàng thân thương bên em nhá. Vios 2009 bản E này, 225 triệu đồng báo giá rồi này. Tiếp tục nhá, Hyundai Grand i10 bản đủ 2014, động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi,
tên tư nhân thủ đô nhá. Đấy, bản đổ được trang bị lan xăng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m này, xin nhan trên gương, gương kính cục thủy điện, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển rảnh tay. Đấy, tay nắm cửa thì trang bị lốt mở một trạm thông minh này, số sàn 1.0 bản đổ, một đầu hatchback em đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng, mình cùng tham khảo này. Máy số keo chỉ sơn xin được bao chất bao zin nhá. Vai ớt bản E209 này 225 triệu đồng báo giá rồi này. À, tiếp tục này, lại một bầu trời công nghệ mình cùng tham khảo cùng em này. Kia Seato 2017 đăng ký là bánh 2019, xe này mang động cơ 1.6 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi màu trắng đây. Đấy, rất là nhiều công nghệ mình cùng tham khảo cùng em này. La xăng đúc phay nhá, được trang bị phanh đĩa chống bó cứng ABS ở 4 bánh, cặp đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn này, cảm biến đầu và cảm biến đít 4 mắt đầy đủ rồi, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện, nhớ ghế 2 vị trí, cửa sổ trời panorama đây. Tay mở cửa thì được trang bị thêm nút mở một trạm thông minh. Con này em đang bán với cửa tiền 485 triệu đồng nhá. Đây, nội thất bên trong này, mình cùng tham khảo cùng em này. Đấy, điều hòa auto này, đấy, điều hòa auto này, vô lăng kích hợp các nút điều khiển. Trên vô lăng có gảy số thể thao đề lổ startup. Xe này đi 6 vạn 9 chuẩn nhá, cam kết là không tua gia đình mình. Máy số keo chỉ thì còn zin, sơn xi thì còn đẹp nhá. Đấy, nội thất bên trong rất đẹp luôn, rộng nguyên man này. Sedan hai đầu phân khúc hạng C đến từ nhà Kia, em đang bán với cửa tiền 485 triệu đồng. Đấy, đời 2017, bao rút hồ sơ, hỗ trợ trả góp và ship xe gia đình mình. Tên tư nhân 14 Quảng Ninh đây. Đấy, đằng sau thì cả cánh gió thể thao này, đèn hậu hai vùng độc lập nhá. Đấy, rất đẹp màu trắng này, phong dáng rất thể thao trẻ trung này. 448 triệu đồng cho mình cùng tham khảo này. Còn rất nhiều xe luôn. Thế hôm nay bên em mới về thêm được chiếc La City này, 163 triệu đồng, đăng ký là bánh 209 cho mình cùng tham khảo cùng em nhé. Đấy, động cơ 1.5 số sàn, tên tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa đây. Đấy, 36 Thanh Hóa quê hương anh hùng dân tộc này. Lốp láp này, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp nhá. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ Harem zin nguyên bản cho xe này, còn sáng còn trong nhá. Không có rượu bóng mờ, cam lùi, cam hành trình màu đen, sedan này đầu có thể thương lượng thêm này. Đấy, tiếp tục nhá, lại Kia Morning này. Nếu bạn nào đang quan tâm dòng Kia Morning đời cao, đấy, một đầu tham khảo chiếc này nhá. 2016 Kia Morning màu vàng, động cơ 1.25 số sàn 4 máy, tên tư nhân 34 Hải Dương đây. Đấy, bản bay được trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS này, cặp đèn pha bi cầu nhá, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn, đăng ký đăng kiểm thì còn dài đến tháng 10 năm 2023. Đấy, màn hình thì Android rồi, được màn hình Android cỡ lớn rồi nhá. Vô lăng hai chấu, nội thất tông màu đen đỏ rất đẹp và sáng đây. Em đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng thôi. 195 triệu đồng Kia Morning 2016, máy số keo chỉ sơn xi thì bao chất bao zin nhá. Phương cháu Đinh Văn Chí này, cháu Lùng Tráng Văn, cháu Bao Nguyễn, cháu Phạm Tươi, cháu Khúc Văn Công, cháu Phương Vui Tính, chào các anh Sơn, cháu Nguyễn Duy, chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream này. Cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến đại gia đình nhá. Mong qua bước sóng livestream này thì nhà mình sẽ ưng ý được những màu, những đầu xe mà mình đang tìm nhá. Tiếp theo đây này, báo giá gia đình mình một cặp Kia Morning số động 2010, động cơ 1.0 máy eco nhập Hàn nhá. Hai con này đều là bản SX bản đủ nhập Hàn này, đời 2010 nhá. Con này thì đăng ký là bánh tại Việt Nam 2013, còn con này đăng ký là bánh 2011 này. Đấy, con này thì mức sơn màu xanh da trời này, con này thì xanh kiểu lam rất đẹp này. Đấy, cặp đèn pha trái xoài này thì còn sáng còn trong, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, vô lăng túi khí, điều hòa auto cần số rắc, hai mắt cảm biến đuôi chống va chạm nhá. Đăng ký đăng kiểm còn dài, con này thì đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023 cơ. Con này thì hồ sơ cầm tay rồi này. Đấy, thủ tục sang tên đổi chủ bấm biển mới trong ngày thôi. Con này thì biển gốc thủ đô nhá, biển gốc thủ đô cho anh chị quý vị gia đình mình này. Đấy, con này thì cũng thủ đô, con này 29, con này 30. Đấy, cùng thủ đô mình. Có i10 số tự động không? i10 số tự động thì tạm thời bên em lại chưa có bác ơi. Đấy, bác quan tâm dùm em những đầu số tự động khác bên em đang có nhá. Cảm ơn bác Đinh Văn Chí vừa bình luận này, chào bác Chuyên Ngoan này, chào bác Phạm Nga này. Đấy, cảm ơn là team bác Phạm Nga rất là nhiều nhá. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, mỗi người hãy cho em xin 1 đến 2 lượt chia sẻ đi. Đặt ngón tay vàng, ngón tay bạc, ngón tay kim cương của mình vào nút chia sẻ đi, để lan tỏa bước sóng livestream của cho ô tô đồng Hải Dương hơn nhá. Cảm ơn gia mình rất là nhiều ạ. Vâng, cháu Lê Tam ạ. Đây, vừa bắt đầu có i10 số động thì bên em tạm thời chưa có nhá, cho em xin số điện thoại đi. 1-2 hôm nữa về đầu i10 số động thì em sẽ liên hệ trực tiếp bác nhá. Thì đây, trong góc này thì có hai chiếc i10 nhưng số sàn. Nhà mình cùng tham khảo cùng em này. i10 số sàn 2016 màu trắng này và 2014 màu bạc nhá. 2014 em đang bán với cửa tiền 230, còn 2016 này em đang bán với cửa tiền 250 thôi.
Bản đổ thì được cùng trang bị là la xăng đúc này, thanh đĩa chống bó cứng ABS này, xi nhan trên gương, gương kính cùng sợi điện, vô lăng kết hợp các nút điều khiển rảnh tay và túi khí toàn trên vô lăng. Con này thì đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023 này. Con này đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023 nhá. 260 cho đời 250 triệu cho đời 2016. Và chiếc này là 2014 230 triệu. Đấy bản đổ nhá. Đấy i10 bản đổ mình cũng tham khảo một đôi này. Cho các tiến xa có ship xe không anh? Bên em có ship xe nhá. Đấy bên em bao ship xe trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình mình ạ. Vâng, cảm ơn những đợt like của bác Đồng Hiệp rất là nhiều này. Đấy bên em có ship xe nhá. Đấy anh chỉ cần cho địa chỉ rõ ràng này. Bên em sẽ ship xe đến tận nhà cho anh. Đấy làm sao bác chỉ có việc đi thôi và sử dụng thôi nhá. Vừa là hai mẫu i10 bản đổ này. Tiếp tục báo giá anh chị quý mình một mẫu i10 bản bay nhá. Bản bay bản tiêu chuẩn nhưng đời 2016. Đời 2016 nhá, động cơ 1.0 số sàn. Đấy nó được trang bị la xăng đúc rồi. La xăng đúc này. Đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều này. Xin nhan trên sườn xe đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Em đã bán con này với cửa tiền 240 triệu đồng thôi. 240 triệu đồng. 1.0 số sàn Hyundai Grand i10 2016 ạ. Đấy màu trắng mà mẹ mắng mua ấy. Các bác nào đang quan tâm dòng Hyundai Grand i10 nha, bên em nhiều rất là nhiều luôn, nhiều như mây như mưa luôn. Đấy còn bớt, còn thương lượng, còn ra lộc sâu cho những khách hàng thân thương nhà mình ạ. Vâng, chào bác Hoàng Đình Thuyên vừa vào xem buổi livestream hôm nay này. Chào bác Tiến Sai này, chào bác Khúc Văn Công này. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình này. Đấy thì mỗi buổi tối em xin gia đình mình từ 40 đến 45 phút thôi để báo giá tất cả đầu xe cho những anh chị quý mình đang tìm hiểu xe thì tham khảo nhé. Bác nào mà cần tìm hiểu sâu phải nhắn tin trực tiếp qua bên em hoặc là hai số online đang trên hình 0347 701 77 và 0343 540 999 nhá. Em sẽ gửi những hình ảnh video chi tiết tất cả những đầu xe bên đang có cho mình cùng tham khảo ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Tiếp theo đây này, lại một dòng tập lái anh quanh 100 triệu mình cùng tham khảo này. Genta 209 1.4 số sàn. Đấy tư nhân chính chủ 20 Thái Nguyên đây. Động cơ 1.4 nhá, cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Màn hình OLED cỡ lớn nhá, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 12 năm 2022. Con này em đang bán cửa tiền 125 triệu đồng thôi. 125 triệu đồng cho mẫu Genta màu đen này ạ. Tiếp tục là La Chetti đây. La Chetti tập lái 2011 176 triệu đồng. Màu đen, đấy cũng rất là nhiều đồ chơi rồi. Màn hình cova này, đấy, cam lùi cam hành trình này. Đèn pha bi cầu này, con này thì hồ sơ cầm tay nhá. Hồ sơ cầm tay rồi. Sang tên đổi chủ bấm biển trong ngày thôi. 176 triệu đồng cho mình cùng tham khảo này. Đấy còn một vài đầu xe thôi. Nhà mình sẽ tham khảo giúp em dùng đi. Bình luận comment chia sẻ nhiều lên gia đình ơi. Để bước sóng livestream này lan tỏa nhiều hơn nữa đi nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Kia Bride 2008 nhập Hàn, đăng ký làm bánh tại Việt Nam 2010. Động cơ 1.4 số tự động nhá. 1.4 số động, động cơ DOHC đây. Đấy bây giờ những chiếc Rio này, đấy xe ô tô này hoặc là K3 thì vẫn là chạy cái hệ hộp số này nhá. Hộp số DOHC 1.4 này. Đấy số tự động em đang bán với cửa tiền 225 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố đây. Em cam kết anh chị quý mày quý vị con này nhá. Đời 2009 vẫn bao zin luôn. Máy số keo chỉ sơn si bao zin của gia đình mình cho mẫu Kia Bride 2009 ạ. Cành mẫu Kia Bride 2008 rồi, tiếp tục báo giá đình này. Số tự động hatchback một đầu nhập Hàn nhá. Xe có tên là Genta X nhá. Genta X màu đỏ đuôi 2010, đăng ký năm bánh 2012. 1.2 số tự động nhá. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương này. Đấy bật mí các bác là chủ trước là bác chủ nữ nhá. Đấy xe còn rất là đẹp luôn, rất là cứng rắn này. 1.2 số động này, phù hợp những bác nữ là vừa có bằng muốn bổ túc tay lái này. Thầy tham khảo cho em chiếc này nhá. Tham khảo cho em chiếc này. 220 triệu đồng còn bớt còn tương đương. Đấy rất là còn rất là nhiều xe nhá. Vừa rồi là loanh quanh 6 mấy xe đấy. Báo giá gần hết rồi. Không biết là các bác đã ưng mẫu nào chưa nhỉ? Để em tùng review sâu hơn một xíu mình cùng tham khảo thêm nhá. Vâng, cháu Quốc Tiến này, cháu Lê Thanh Tiến này, cháu Hiền Trường, cháu Văn Sinh Ngô, cháu chuyên Bùi Quang này. Đấy, chào bác Minh Phúc, chào Đại Đình mình. Tiếp tục ở đây nhá. Kia Morning 2016 số sàn màu be nhá. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 197 triệu đồng thôi. 197 triệu đồng cho anh chị mình cùng tham khảo nhá. 1.25 số sàn 4 máy, tên tư nhân, 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Đấy bản bay độ lên la sáng đúc rồi. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp nhá.
197 triệu đồng, cam nồi cam hành trình, màn hình OLED. Đấy, tóm lại là rất là đủ đồ chơi rồi. Sơn xi thì sạch sẽ, thân vỏ thì nặng. Đấy, nội thất thì mỡ màng nhá. Săn đi săn dụng thôi. 197 triệu đồng này. Đấy, gió thì đã đến rồi này. Đấy, mùa đông thì sắp đến rồi. Nhà mình hãy nhanh tay chọn cho mình những chiếc xe ưng ý nhất đi, phục vụ bản thân, phục vụ gia đình. Đấy, phục vụ mọi nhu cầu. Đấy, bảo đảm sức khỏe cho một cuộc sống nó gọi là ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn bác rất là nhiều nhá. Tiếp theo đây này, lại là Kia Morning nhá. Có 135 triệu đồng tập lái thôi mà full đồ chơi rồi. Full kinh kịch đồ chơi rồi. Đấy, la răng đúc. La răng đúc phay này. Đấy, đầy mâm này. Cặp đèn pha bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Cam nồi cam hành trình, màn hình cova này. Đấy, đầu đài màn hình thì có sẵn rồi nhá. Sẵn đi sẵn dụng, tập lái 135 triệu đồng thôi. Đấy, tên tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang đây. 98 Bắc Giang nhá. Đấy, các bác nào loanh quanh tầm 130 này, đấy bằng con SH thôi. Mà muốn chọn mình một chiếc 5 chỗ nhá, nhỏ gọn. Tiết kiệm liệu đến nhà Kia. Kia Morning 211 số sàn 1.0. Tham khảo cho em chiếc này nhá. Đấy, 135 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng này. Vâng, chào bác Lam Phương đang xem buổi livestream ngày nay này, chào bác Bàn Thuận này, chào bác Huy Nguyễn này, chào bác Minh Trọng, chào bác Quốc Tiến, chào đại gia đình mình. Tiếp tục em xin báo giá gia đình mình một dòng Hyundai Gani 10 bản đổ bên đang có nhá. Đấy, rất nhiều Hyundai Gani 10 luôn, cho mình tha hồ lựa chọn này. Một dòng xe rất là lành, là bền này, điện đó máy số keo chỉ dễ bảo trì bảo dưỡng nhá. i10 bản đủ hatchback một đầu, tên tư nhân 30 Hà Nội phố đây. Đấy, màu ghi nhá, màu ghi với cửa tiền 235 triệu đồng thôi. Đấy, bản đồ thì em giới thiệu rất là nhiều rồi. La răng đúc phay này, phanh đĩa chống bó cứng ABS này, xin nhan trên gương, gương kính cục sợi điện này. Đề lỗ startup, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, tay mở cửa thì một trạm thông minh rồi. Đấy, cảm biến đít thì cũng đã được trang bị nhá. 235 triệu đồng. Đấy, tiếp tục là Hyundai Grand i10, nhưng chiếc này là chiếc này sedan hai đầu nhá. Vậy là hatchback một đầu rất là nhiều này. Sedan hai đầu thì còn duy nhất một chiếc này, là mình tham khảo dùm em nhá. i10 sedan hai đầu biển tư nhân 34 Hải Dương nhá. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Đấy, xin nhan trên sườn xe này, cam lùi cam hành trình, màn hình cova nhá. Cặp đèn pha halogen nhá. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin. Đấy, bảo test hãng cho anh chị quý vị nhà mình. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 12 năm 2023. 258 triệu đồng, 1.2 số sàn, tên tư nhân. i10 sedan hai đầu, màu vàng. Đấy, các bác nào mà muốn chọn cho mình một mẫu xe mà loanh quanh tầm 250 triệu đồng này, mà để chạy gia đình, chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập nhá. Đấy, một sự lựa chọn vô cùng thông minh của gia đình đây. 258 triệu đồng, Hyundai Grand i10 sedan đầu 2016 ạ. Vâng, hai bác Võ Cảnh này, chào bác Hoàng Đại Đình này, chào bác Ngọc Sơn, chào bác Lê Mì Linh Lê này, chào bác Trần Doãn này, chào bác Du Trần, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream hôm nay. Vâng, thì vừa rồi em Tùng cho ô tô đầu mối Hải Dương ấy đã báo giá rồi, mình tất cả những dòng xe bên năm nay quá rồi. Còn những thắc mắc gì về giá cả xe này, chất lượng xe này, thủ tục mua bán như nào này, hỗ trợ trả góp ra sao này, hoặc là hỗ trợ ship xe như nào này, cứ gọi cho em vào hai số này nhé, tư vấn miễn phí gia đình mình 24/7, không kể ngày thứ bảy chủ nhật. Đấy, cứ gọi là sẽ có tổ tư vấn tại chỗ để nghe và giải đáp cho anh chị quý vị như mình về những đầu xe bên năm có nhá. Đấy, rất là cảm ơn các bác đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, xin chào hẹn lại gia đình nhà mình và khung giờ thân thuộc ngày mai 8:30 sau bữa cơm tối. Đấy, hẹn gặp lại gia đình mình, chúc gia đình mình một xíu nữa sẽ có giấc ngủ ngon. Đấy, xin chào, hẹn gặp lại.